Các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về cách hướng dẫn sử dụng chiếc Honda Brio hoàn toàn mới. Gọi là hoàn toàn mới, đây là một chiến binh mới. Nó sẽ nằm trong phân khúc của Honda Wigo. Xin lỗi các bạn, Toyota Wigo, Hyundai i10, Kia Morning. Nằm trong phân khúc này. Đứng kế bên Khanh đây là chiếc Honda Brio phiên bản RS, phiên bản cao nhất các bạn. Thì Khanh muốn gửi cho các bạn về cái cách hướng dẫn sử dụng cái chiếc xe mini này, tuy nhỏ nhưng mà có vỏ. Dạ, đầu tiên Khanh giới thiệu cho các bạn đây là cái chiếc chìa khóa của chiếc xe. Thì đối với những cái xe nhỏ này thì chúng ta khó có thể đòi hỏi nó nhiều option giống như Honda City hay là Honda Ra, như là nút bấm start stop, nhưng mà nó vẫn có những cái chức năng rất là cơ bản trên chiếc chìa khóa. Đầu tiên là chức năng lock và mở cửa từ xa. Đây là lock cửa nha. Đây là mở lock cửa. Này, chúng ta sẽ bấm trên cái nút này, trên cái remote. Các bạn bấm trên nút remote. Và đối với cái xe Honda Brio này sẽ trang bị cho các bạn chức năng chống trộm. Khi mà Khanh đã bấm lock cửa rồi, thì theo nguyên tắc là các bạn lock bằng remote, bắt buộc phải mở bằng remote. Nếu các bạn dùng chìa khóa cơ, kể cả chìa khóa cơ của chính cái chiếc xe mở ra thì xe sẽ hú các bạn nha. Các bạn để ý giúp giùm Khanh là khi mà các bạn lock cửa, nó có một cái đèn màu đỏ gọi là đèn code. Đèn này nó sẽ sáng chớp tắt. Các bạn, nó sẽ báo hiệu cho các bạn là chiếc xe này đã được kích hoạt hệ thống chống trộm rồi. Các bạn quan sát giúp giùm Khanh trên đồng hồ tablo. Đây, nó có một đèn màu đỏ. Đây các bạn thấy không ạ? Nó chớp tắt nè. Rồi, khi mà xe đã lock cửa, chúng ta thao tác dùng chìa khóa cơ đút vào, hoặc là một người nào đó đập cái kiến này rồi dùng cái tay phía trong đây mở ra thì xe nó sẽ hú các bạn. Đây Khanh thử nha. Đây, chúng ta chỉ cần bấm mở lock cửa lại là chiếc xe nó sẽ tắt. Rồi, đây là hệ thống chống trộm. Tuy nó là một tiện ích nhỏ nhưng mà nó cũng giúp cho các bạn rất là nhiều cho quá trình lại sử dụng xe. Rồi, chúng ta hãy vào trong xe để khám phá coi chiếc xe nó có món gì nha. Xe thì động cơ là 1.2 lít, tuy nhiên công suất nó lên đến 89 mã lực nha. Và hộp số của mình là một cái ưu điểm trong cái phân khúc mà Wigo i10 hay là Kia Morning, đó là hộp số CVT cho ra giải tốc độ mượt, tiết kiệm, và nó có 7 cấp số luôn. Xe thì ghế nỉ, ghế chỉnh cơ, ghế nỉ thì các bạn có thể bọc lại ghế da, tùy theo nhu cầu của mỗi bạn. Các phần bên tay nắm cửa ở đây thì đối với phiên bản cao là RS thì nó sẽ có chức năng là gập điện và chỉnh điện các bạn. Đây, khi mà các bạn muốn gập điện á, chúng ta phải có chìa khóa vào trong cái đồng hồ tablo nha. Chúng ta mở lên thì cái đây nút này gập mới được. Đây, nút gập điện, bấm vào. Còn các bạn muốn chỉnh bên trái thì chúng ta gạt qua với chữ L. Và chúng ta, đây là cái lồng khiến, chúng ta sẽ chỉnh 4 chiều các bạn thấy không ạ? Đây, chúng ta sẽ chỉnh 4 chiều. Các bạn ngồi chỉnh như thế nào để chúng ta nhìn phía sau cho nó được rõ. Đây là nút lock cửa trung tâm. Đây là lock kiến trung tâm các bạn. Lock kiến trung tâm có nghĩa là khi các bạn bấm ở đây thì các kiến cửa xung quanh nó sẽ không hạ xuống được. Còn nút lock cửa trung tâm là chúng ta bấm lock cửa lại thì các cửa nó sẽ tự động lock và người ở phía trong không mở ra được. Đối với cái xe này thì nó sẽ có chức năng là tự động lock cửa ở tốc độ trên 15 cây số. Thành ra là nó cũng là một cái tiện ích nhỏ giúp cho các bạn có thể lái xe an toàn hơn so với những cái đối thủ trong phân khúc. Còn riêng cái nút mà ngay chỗ ghế tài xế nó sẽ có chữ auto. Auto có nghĩa là một chạm các bạn. Thì một chạm chúng ta chỉ cần bấm một cái là nó sẽ chạy lên. Đây. Ở đây thì một chạm nó đã bị khóa thì các bạn mở khóa một chạm bằng cách là chúng ta đè giữ đến khi nào mà nó chạy lên. Các bạn đè giữ luôn. Rồi, chúng ta bấm lại thì nó sẽ trở thành một chạm lại. Cái một chạm bị khóa là do các bạn cứ bấm nhấp thì nó sẽ bị khóa lại một chạm. Rồi, Khanh thao tác lại nha. Đây. Kiếm một chạm nè. Đây, hạ kiếm xuống. Đây. Rồi, xe thì được trang bị 6 loa, nghe âm thanh thì cũng ok, cũng tương đối ổn. Còn mức độ ok thì tùy theo cảm nhận của mọi bạn khác nhau nha.
Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về các chức năng ở trên vô lăng màn hình trung tâm. Mời các bạn ra phía sau, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Rồi, như tất cả những cái xe khác thì trước hết chúng ta muốn đề máy. Xe số tự động mà, Honda Brio tất cả đều tự động hết các bạn. Chúng ta đề máy thì chúng ta phải đạp thắng và chúng ta sẽ nhấn nút ở cây chìa khóa này, chúng ta đề lên. Đây, chúng ta đề lên. Các bạn lưu ý, đối với những xe sử dụng chìa khóa cơ thì sẽ có trường hợp là khi mà các bạn tắt máy, rút chìa khóa ra và chúng ta xoay cái vô lăng. Xoay một hồi, đây bị lóc. Thì đối với trường hợp này, các bạn cũng đừng có lo lắng quá. Chúng ta hãy dùng một tay thao tác kéo một cái vô lăng, kéo cái vô lăng qua một bên. Và chúng ta đút chìa khóa cơ vào. Chúng ta xoay vô lăng. Xoay qua bên, chúng ta dặn chìa khóa. Đây, dặn. Đây là mở ra. Chúng ta lắc qua lắc lại rồi xong chúng ta mở cái chìa khóa lên là được. Rồi, còn một trường hợp nữa là các bạn đang cần số ở vị trí có số. Đang cần số ở vị trí có số, bất kể số nào ngoại trừ chữ T là các bạn sẽ không bao giờ, các bạn tắt, chúng ta sẽ không rút chìa khóa ra được. Các bạn nhớ giùm Khanh nha. Chữ N và chữ P thì các bạn đề được, và chữ D coi như chữ màu trắng là các bạn sẽ không đề được, gọi là chữ màu trắng nha, các bạn sẽ không đề được. Đây, Khanh mở lên, bấm đề. Này, không đề được. Rồi. Rồi, Khanh giới thiệu sơ qua về cái phần mà cụm chìa khóa trước. Rồi, các bạn muốn điều chỉnh cái vô lăng. Các bạn muốn điều chỉnh vô lăng thì chúng ta có một cái cần gạt phía dưới nè. Chúng ta điều chỉnh vô lăng lên xuống. Đối với cái xe nhỏ thì nó chỉ có lên xuống thôi các bạn, chứ nó không điều chỉnh 4 chiều nha. Đây, chúng ta sẽ điều chỉnh tầm của các bạn. Rồi xong chúng ta lóc lại. Nhớ cái cần ở phía dưới. Đây, cái vị trí cần phía dưới ngay tay Khanh nè. Các bạn nhớ nha, lắp lại. Rồi, ở phía trong cụm đồng hồ của chúng ta thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn. Ở phía bên bên trái đây là cụm đồng hồ dòng tua, cụm đồng hồ tốc độ. Ở phía trong thì nó sẽ có báo vị trí số là chữ P. Ở phía dưới là số km đã đi được. Đây là đồng hồ của xe, đồng hồ giờ. Còn ở đây là đồng hồ xăng. Nó có một cái cây chọt lên ở chỗ này. Đây, cây này thì nó sẽ điều chỉnh là về trip A, trip B các bạn. Các bạn nhấn vào nè, nó sẽ thay đổi nha. Đây, số này, trip A, trip B nè. Rồi thông tin, màn hình thông tin là tiêu hao nhiên liệu này, ABG các bạn thấy không ạ? Chúng ta muốn reset nó về không, chúng ta chỉ cần đè giữ cái cây này. Đây, nó về không rồi. Tiêu hao nhiên liệu thì sẽ đo giúp cho các bạn là chúng ta sẽ đo được cái quãng đường này chúng ta hao bao nhiêu để chúng ta biết cân đối chân ga lại. Nó gọi là màn hình hiển thị ra thông tin. Còn các bạn muốn chỉnh giờ thì đây, đây nó chỉnh giờ. Khanh ví dụ chúng ta chọn thì chúng ta bấm vào. Rồi, các bạn chỉnh giờ. Thường các bạn hay bị lệch giờ á. Đây chúng ta bấm giờ nè, nó sẽ xoay. Đây xoay. Chúng ta tính giờ nó chớp tắt thì chúng ta sẽ xoay giờ theo điều kiện hiện tại nha. À, xong rồi chúng ta nhấn một lần nữa thì cái giờ nó sẽ cố định. Trên đồng hồ, trên cái vô lăng phía dưới cũng giống như tất cả những xe khác. Đây là cái phần chỉnh gạt mưa. Các bạn muốn xịt nước thì các bạn bấm vào. Đây, bấm vào, xịt nước. Bấm vào, xịt nước. Chúng ta muốn gạt tốc độ thấp thì chúng ta gạt một lần phía dưới. Chúng ta gạt nhanh lên thì chúng ta bấm xuống nữa. Còn cái lòng phía trong là cái phần chỗ này nè. Các bạn chỉnh là cái gạt mưa sau. Thì các bạn muốn xịt nước gạt mưa sau thì chúng ta sẽ kéo xuống. Đây là gạt nước xịt mưa sau. Các bạn coi cái gương hậu giúp giùm Khanh nha. Đây Khanh chỉnh cái gương hậu nè. Xịt nước nè. Đây các bạn thấy xịt nước không? Rồi. Còn các bạn muốn gạt mưa thì chúng ta sẽ bấm lên chữ on. Các bạn thấy không ạ? Nó chạy rồi đấy. Rồi. Còn cụm bên trái. Cụm bên trái đây. Gọi là cụm bên trái. Thì các bạn thấy cái đèn này là gọi là đèn cản. À, chúng ta bật lên là đèn cản hay là còn gọi là đèn sương mù tùy theo cái tên gọi của mỗi bạn. Đây là đèn điện mi, đây là đèn cos. Chúng ta muốn pha chúng ta bấm vào trong nha. Đây là pha.
Còn pha giữ thì chúng ta gạt qua. Cái cần này 4 chiều. Đây là xi nhan phải nè, đây là xi nhan trái nè. Cần này là 4 chiều nha các bạn. Đây là pha đá nè. Đây, các bạn thấy một đèn màu tím nó sáng lên không ạ? Rồi. Còn cái chữ mode ở trên cái vô lăng. Đây là cái càng nha. Chữ mode này, chúng ta sẽ điều chỉnh cái màn hình trung tâm. Các bạn thấy không ạ? Bluetooth, USB, AUX, FM, Bluetooth. Đây, chúng ta sẽ bấm xoay vòng. Nếu lỡ các bạn bị gọi là bị quá cái chức năng của chúng ta chỉ cần bấm một lần nữa. Bấm một lần nữa. Đây, chúng ta bấm nè. Bấm một lần nữa thì nó sẽ xoay lại. Còn đây là volume lớn nhỏ. Rồi cái phần chữ CH, dấu cộng, dấu trừ này thì chúng ta sẽ dò đài. Khanh ví dụ giống như chữ channel nè, chúng ta dò đài, chúng ta đè giữ. Này thì nó sẽ dò đài các bạn. Đây bấm lớn nè. Rồi một ưu điểm nữa của xe Brio đó là cụm máy lạnh. Đây. Khanh muốn giới thiệu cho các bạn về cụm máy lạnh. Đây, đè lên cái cho nó mát. Các bạn lưu ý khi mà chúng ta đè lên tất cả các đèn ở trong đồng hồ táp lô này nó không báo màu đỏ là đạt. Còn đèn nào báo màu đỏ là không đạt nha. Thì hiện tại có dấu chấm than là đèn phanh tay, chúng ta hạ phanh tay xuống là sẽ mất dấu chấm than. Các bạn đeo dây đai an toàn vào thì cái đèn, cái người cảnh báo người, cái hình người đeo dây đai thì sẽ mất. Các bạn thấy không ạ? Mất hết. Đây, Khanh mở người nè. Đây, nó cái đèn màu đỏ sáng lên. Đây, cái phanh tay điện tử Khanh kéo lên nè. Đây, dấu chấm than hạ xuống nè. Rồi. Còn cái đèn màu vàng là chúng ta báo xăng. Đối với xe dưới 10 lít là đèn màu vàng sẽ báo. Các bạn nhớ nha. Rồi trở lại cái màn hình chỗ cái phần máy lạnh, Khanh muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là một ưu điểm, gọi là ưu điểm luôn á. Tức là Honda Brio thì điều chỉnh đây. Chúng ta điều chỉnh dạng cảm ứng này. Nhìn rất là hay. Đây. Cái này là chỉnh hướng gió các bạn. Đầu tiên nha, cái phần bên đây là gió on off. Rồi chúng ta bấm on thì cái phần gió nó sẽ ra. Đây tốc độ gió. Còn này chỉnh độ lạnh các bạn. Độ lạnh, độ nóng. À, đồ nóng lạnh. À, các bạn muốn lạnh nhanh thì có chữ max cool, các bạn nhấp vào thì nó sẽ ra gió và đồ lạnh nó sẽ xuống sâu phía dưới gió max để cho các bạn nhanh lạnh hơn. Nếu mà trời nóng chúng ta bấm chữ max cool. À, rồi không thì chúng ta bấm lại cái tốc độ gió nó sẽ điều chỉnh. Cái này là sấy kính trước, khi mà bấm vào chữ run thì nó sẽ trích một cái đường gió để sấy kính trước cho các bạn. Còn chữ mode này sẽ điều chỉnh hướng gió ngay người. Các bạn vừa ngay người vừa ngay chân. Chỉ ngay chân. Vừa ngay chân và vừa sấy kính trước. Chỉ ngay người. Rồi. AC các bạn phải on nha. Nếu các bạn không nhấn AC on mà AC off thì nó chỉ ra gió. Và gió một hồi nó sẽ ra hơi nóng. Tại vì khi mà nó lấy không khí thì lấy không khí ở phía trước của xe ngay chỗ phần máy á, thổi vào thì nó sẽ ra hơi nóng. Máy lạnh của các bạn phải đề. Tại vì máy lạnh nó sẽ theo dòng tua của máy. Chúng ta phải AC on thì nó theo dòng tua của máy nó mới ra cái hơi lạnh được, các bạn nhớ nha. Còn phần phía dưới các bạn thấy không ạ, nó có một cái cần gạt. Đây là lấy gió trong và lấy gió ngoài. Hiện tại là cần gạt bên phải đang là gió ngoài. Các bạn muốn lấy gió trong thì các bạn gạt qua trái thì nó sẽ lấy gió trong. Ưu điểm của lấy gió trong là các bạn không bị mùi bên ngoài, nhưng mà đổi lại cái không khí của chúng ta thì thôi. Mà nếu mà các bạn đi trong thành phố á lấy gió trong dùm Khanh, còn các bạn đi đường biển thoải mái mát mẻ thì các bạn có thể lấy gió ngoài. Trở lại cái màn hình trung tâm, đây là một trong những cái điểm mạnh của Honda Brio, gọi là điểm mạnh bởi vì nó có chức năng Apple CarPlay. Đây là cái Apple CarPlay. Bấm dừng. Đây là điểm mạnh của Honda Brio, đó là Apple CarPlay. Các bạn biết điểm mạnh của Apple CarPlay là gì không? Các bạn sẽ ra lệnh bằng giọng nói, bản đồ, Google Maps. Đây, Khanh nhấn chữ Home đây. Thì đầu tiên là nó sẽ có phần tunnel, đó là FM, AM. Đây là rất là thân thuộc với các bạn rồi. FM, AM chúng ta bấm vào. Thì chúng ta sẽ dò đài nè. Đây là dò đài. Bấm mũi tên này sẽ dò đài nha. Hoặc là các bạn có thể dò đài bằng chữ CH ở trên vô lăng. Đây, chữ CH chúng ta đè giữ thì sẽ dò đài. Đây. Rồi các bạn muốn sử dụng cái Bluetooth. Đây Bluetooth để chúng ta thổi đánh tay thì các bạn kết nối như sau. Các bạn bật phần Bluetooth lên
điện thoại chúng ta bật lên. Ở đây chúng ta sẽ bật lên Bluetooth. Ở đây chúng ta nhấn chữ setting dùm Khanh. Chúng ta nhấn chữ pairing. Đây nó sẽ chờ, gọi là chờ kết nối. Các bạn chờ kết nối nha. Rồi. Không phải là. Các bạn đợi chút xíu. Các bạn thấy chữ AX1000 không ạ? Chúng ta bấm vào. Đây là tên của thiết bị. Chúng ta bấm chữ cho phép. Đây, nó sẽ đã kết nối. Rồi khi mà đã kết nối Bluetooth rồi thì các bạn sẽ sử dụng là gọi điện. Gọi điện trên điện thoại. Khanh ví dụ giống như là gọi cho Khanh nha. 077779533. Gọi điện. Anh bật chế độ máy bay. Xin lỗi các bạn, nãy giờ đang bật chế độ máy bay thành ra nó không có kết nối Bluetooth được. Đây, chúng ta bấm lại. Đây các bạn thấy không ạ? Đây, nó gọi rồi đấy. Đây. Chúng ta có thể nghe và từ chối trên thẳng cái màn hình này luôn. Chúng ta lái xe không cần phải cầm điện thoại. Rồi. Chúng ta vô home lại. Các bạn USB, các bạn cắm vào đây, các bạn có thể coi video khi chạy. Video thì chúng ta sẽ chép file MP3, AV dùm Khanh. Rồi, một cái Khanh muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái phần Apple CarPlay. Đây là cái phần quan trọng nhất và ăn tiền của cái màn hình này nè. Rồi, đây các bạn sử dụng cái cổng cáp của iPhone giúp dùm Khanh cắm vào. Đây chúng ta sẽ cắm vào cái điện thoại iPhone. Apple CarPlay là của iPhone nha. Các bạn bấm chữ cho phép dùm Khanh. Một số bạn không mở được thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Các bạn vào phần Siri. Các bạn sẽ bật cái Siri lên. Bật cái Siri này lên nha. Bật giống như Khanh nè. Rồi. Thì các bạn sẽ kết nối được Apple CarPlay. Nếu các bạn không bật Siri thì các bạn sẽ không kết nối được Apple CarPlay. Rồi bây giờ Apple CarPlay đã cắm vào rồi. Chúng ta điện thoại bỏ qua tất cả thao tác trên màn hình này. Đây là chữ home. Đây là chữ home. Nút này nè. Đây là chữ home ha. Đây là phần giao diện điện thoại. Google Maps. Đây này. Khanh muốn giới thiệu cho các bạn là cái Google Maps. Chúng ta bấm vào. Khi mà lái xe, các bạn có thể là ra lệnh bằng giọng nói. Chúng ta lái xe, chúng ta hạn chế việc mà trả lời tin nhắn hoặc là đánh địa chỉ. Như vậy nó sẽ không an toàn. Thì chúng ta sẽ ra lệnh bằng giọng nói. Các bạn vào cái phần Google Maps này, các bạn thấy cái hình bánh xe không ạ? Chúng ta bấm vào. Thì các bạn bật phần giao thông lên. Thì các bạn sẽ thấy là giao thông ở trên đường. Màu xanh là cho phép chạy đường thoáng. Còn màu đỏ thì nó sẽ là đường kẹt. Khanh giới thiệu tiếp về cái phần Google Maps mà ra lệnh mình nói. Thì các bạn bấm cái micro đây. Có cái micro này. Các bạn bấm vào. Chợ Bến Thành. Đây các bạn thấy không ạ? Chúng ta bấm đi. Đi đây. Về hướng tây về phía Bùi Bằng Đoàn. Đây nó sẽ dẫn đường cho các bạn. Đây, còn các bạn muốn địa chỉ khác, chúng ta bấm quay lại. Chúng ta thêm. Khanh ví dụ nha. Honda Auto quận 7. Đây, các bạn bấm này. Đây, chúng ta bấm đi thôi. Đi rất về là... hướng đông lên cầu chui Remit đường D1. Rất là tiện đúng không ạ? Còn các bạn có một cái địa chỉ gọi là cố định bằng số nhà, bằng tên đường thì các bạn đánh vào luôn. Khanh ví dụ nha. 606 Trần Hưng Đạo, quận 5. Đấy, các bạn bấm đi. Đi về hướng tây lên cầu chui Remit đường đấy. Rồi. Đó, đây là những cái gọi là tiện ích có trên cái Honda Prio này. Rồi bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn về những cái tiện ích khác. Xin mời các bạn mình
ra phía sau. Chào các bạn, thì bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về phần phía sau của chiếc Honda Brio. Thì cũng giống như tất cả những dòng xe khác, thì ở phía ngay cánh cửa nó sẽ có cái nút gọi là nút khóa an toàn trẻ em. Khi các bạn gạt xuống, đây gạt xuống nè, các bạn thấy không ạ, an toàn trẻ em gạt xuống, thì các bạn sẽ mở ở bên trong, mở bên ngoài được thôi. Đây là mở bên ngoài nè, còn các bạn mở bên trong, đây mở không được, không thể nào được hết. Cái này thì sẽ phòng ngừa cho các bạn, nhất là ở phía cánh cửa này, ở phía cánh cửa gọi là cánh cửa bên trái mình, nếu mình đứng thì bên đây thì nó gọi là cánh cửa bên trái. Nếu mà chúng ta quan sát không kỹ, mở cửa ra một cái thì cái người ở phía sau sẽ khó lòng mà thắng kịp và chúng ta sẽ gây ra sự cố. Còn nếu mà các bạn hoàn toàn tin tưởng thì chúng ta có thể bật lên ở vị trí này. Các bạn đi về thì nhiều khi có một số bạn thì do chúng ta lao xe, cái tấm vải của chúng ta gạt xuống thì các bạn mở ở trong không được thì cũng đừng có nghĩ là cái cánh cửa này nó bị hư nha. Rồi, về cái phần độ rộng của xe thì xe cũng tương đối rộng, thoải mái các bạn. Đối với một người cao giống như Khanh nè, các bạn ngồi cũng tương đối ổn đấy, thoải mái cho một chiếc xe nhỏ gia đình. Rồi, bây giờ giới thiệu cho các bạn về phần phía sau. Chiếc xe của chúng ta nó tiêu hao nhiên liệu khoảng 7 lít cho đường nội thành, và đường ngoài đô thị thì nó khoảng 5,2 lít, nhưng thực tế các bạn chạy chắc khoảng 8 lít á, 8 lít cho đường nội thành, và đường ngoại thành thì khoảng 5,5 lít. Điểm mạnh của Honda Brio là ở phía cốp sau nè, các bạn sẽ xài nút bấm chứ không phải là xài cái chìa khóa giống như một số đối thủ khác. Chúng ta chọc cái chìa khóa vào dặn thì nó nhìn nó không được thẩm mỹ lắm. Cái nút bấm của Honda Brio thì sẽ nằm ở vị trí này. Các bạn thấy không ạ? Khi mà đóng cửa xuống, nó có một cái lỗ chỗ này nè, các bạn bấm vào, chúng ta mở lên. Khoang ở phía sau thì cũng tương đối rộng, tuy nhỏ nhưng mà nó sẽ rộng. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta có thể gập hai cái ghế này lại. Đây, chúng có hai cái móc mà. Chúng ta sẽ gập lại. Đây. Để chúng ta mở rộng cái khoang hành lý. Các bạn, bánh xe dự phòng thì nằm phía dưới đây các bạn. Đây, Khanh dở lên bánh xe dự phòng cho các bạn coi nha. Đây, bánh xe dự phòng. Và có một bộ đồ nghề nằm phía trong đây luôn. Đây là bộ đồ nghề của chiếc xe thì Khanh giới thiệu luôn cho các bạn. Thì nó chỉ có 3 thiết bị này thôi. Cái này là tiếp mở lốp. Cái này là tay quay. Còn cái này là đồ kéo xe. Cho Khanh mượn cái món này. Tại sao mượn cái món này? Để giới thiệu cho các bạn về cái vị trí của con đội. Cái xe này thì nó có vị trí của con đội. Em xích qua đây. Anh đứng đây. Cái con đối với Honda Brio thì con đội được thiết kế nó tương đối khuất. Nó sẽ nằm ở phía dưới. Nó sẽ nằm ở phía dưới ghế trước. Đây, các bạn muốn lấy con đội ra thì các bạn phải đẩy hết cái ghế. Đẩy hết cái ghế ra trước. Rồi, xin mời dắt các bạn, chúng ta sẽ kê xuống dưới. Đây, con đội. Đây, vị trí con đội nè. Đây, các bạn thấy rõ không ạ? Đây là cái phần mà đầu của con đội. Thì Khanh muốn sử dụng cái này. Đây, cái cây chúng ta sẽ chọt vào cái lỗ để chúng ta mở nó ra. Tại vì lần đầu tiên mà chúng ta mở con đội á, thì nó sẽ rất là cứng. Nếu các bạn không dùng một cái cây, cái tay quay này nè, để chúng ta mở ra thì chúng ta khó lòng mà xoay cái... Đây, Khanh sẽ mở ra nha. Đây, mở ra cho các bạn coi.
phân đồi á, thì sau khi các bạn đã xả nó xẹp xuống rồi, các bạn thấy không ạ? Thì chúng ta sẽ lắc nó qua. Lắc nó gì nè, các bạn nhớ nha, lắc qua. Lắc qua để cho nó nằm vậy, rồi chúng ta mới lấy ra được. Đây là con đội của xe. Rồi, chắc mình xuống mình đội thử nha. Thì các bạn lưu ý giùm Khanh, tất cả các con đội nó đều có cái lọc. Thì chúng ta sẽ ở phía dưới sàn xe, dưới sàn xe các bạn gờ vào. Đây là cái vị trí chúng ta có thể đội được. Các bạn thấy ngay tay của Khanh không ạ? Đây là vị trí chúng ta có thể đội được nha. Tương tự như ở phía trước, chúng ta gờ vào. Đây cái vị trí có thể đội được. Chúng ta sẽ có một cái sườn ngang nè, cái sườn dọc, các bạn thấy không ạ? Đây là vị trí có thể đội được. Thì các bạn đưa cái con đội vào, chúng ta sẽ bung lên trước. Gọi là bung lên trước. Đây. Bung lên trước nha. Xoay lên. Chúng ta sẽ dùng cái tay quay cộng với cái tiếp mở lớp. Đây chúng ta đổi xe lên. Đây các bạn xoay. Đây. Các bạn thấy bánh xe nó hỏng lên chưa? Rồi. Đây là cái phần mà chúng ta đổi bánh xe lên. Còn các bạn muốn mở bánh thì chúng ta sẽ dùng thế thôi. Tại vì cái xe này nó thiết kế không phải là nam sử dụng mà là nữ. Thì đối với những bạn nữ, cái việc thay bánh này nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà Khanh nghĩ á, nếu mà bạn nữ mà đã xem qua video clip của Khanh thì Khanh nghĩ là cũng có thể làm được. Chúng ta sẽ đứng dịch và mở đạp xuống thôi. Các bạn mang giày cao gót các bạn cũng có thể làm được. Đây, chúng ta sẽ dùng sức đồ nặng của người nhấn xuống. Đây, mở. Mở ra ngược chiều cái đồng hồ nha. Đây. Rồi. Chúng ta xoay bốn con ốc. Và chúng ta sẽ mở bánh xe ra. Bốn con ốc. Rồi. Chắc để Khanh làm một cái video clip về cái việc thay bánh xe của Honda Vio sau nha. Tại vì ở trong cái clip này nếu mà làm dài quá thì sẽ không đủ thời gian. Khanh chỉ giới thiệu sơ qua về cái phần mà mở bánh xe. Còn khi mà cái bánh xe của chúng ta gắn vào rồi, chúng ta sẽ siết tay trước. Rồi, các bạn đứng ở phía sau, chúng ta cũng dùng người nhấn cái, nhấn cái. Rồi, như vậy là đã ok rồi. Thì các bạn sẽ hạ bánh xe xuống. Xả ngược lại, các bạn nhớ vịn cái tay nha. Dính tay, chúng ta hạ xuống. Rồi. Đó, như vậy là xong cái phần mà về cái đội bánh xe. Các bạn nhớ trả con đội về chỗ cũ để chúng ta sẽ không bị quên. Rồi bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách sử dụng hộp số của xe. Thì hộp số của xe Honda Vio nó sẽ tiên tiến hơn những cái dòng đối thủ khác. Chắc mời các bạn mình lên mình coi nhé. Khanh đề máy lên nha. Rồi, tại sao mà hộp số mà Khanh gọi là tiên tiến hơn? Bởi vì á, nó sẽ có cho các bạn là chế độ D. D là chế độ tự động rồi. Nó sẽ tự động lên số và xuống số đúng không ạ? Kế đó là chế độ S. Đây, chế độ D. Chế độ D thì các bạn lái giống như xe tay ga. D và chạy. Đậu đèn đỏ chúng ta đá về N. Các bạn nhớ nha. Khi mà đang chạy, D về N là chuyện bình thường. Lỡ tay đang chạy ở tốc độ 6, 70, 7, 80 mà cần số, một người nào đó đẩy lên cái chữ N, hú ga lên.
chúng ta kéo từ N về D bình thường lại nha, đang chạy cũng không sao hết, các bạn cũng đừng có lo lắng lắm. Khanh muốn giới thiệu cho các bạn chế độ kế tiếp, đó là chế độ S. Ở chế độ S này thì màn hình của chúng ta sẽ hiện ra chữ S. Đây chữ S. Màn hình đây, đây là màn hình số. Thì ở chế độ này các bạn, cái chiếc xe của chúng ta sẽ lên số, gọi là lên số và xuống số như chữ D á. Nhưng ở dòng tua nó sẽ cao hơn, gọi là chế độ lái thể thao Sport. Ở dòng tua nó sẽ cao hơn. Lúc này các bạn sẽ lái chiếc xe nó mượt hơn, bốc hơn. Nhưng mà đổi lại chiếc xe của chúng ta cũng sẽ hao xăng hơn. Thì nó sẽ hao xăng hơn khoảng tầm nửa lít đến một lít, tùy theo chân ga chúng ta nhồi nhiều hay nhồi ít. Các bạn nhớ giùm Khanh nha. Rồi còn một chế độ nữa là chiếc xe này sẽ đi đèo. Đi đèo thì chúng ta sẽ dùng chữ L. Đây chữ L. Chữ L thì nó sẽ giới hạn hộp số lại các bạn. Giới hạn thì nó sẽ tầm khoảng số 3, số 4 thôi. Để các bạn kết hợp với chân phanh, nếu các bạn đổ đèo, gọi là đổ đèo, mà chúng ta sử dụng D và S để chúng ta đi đổ đèo thì xe của chúng ta sẽ xuống dốc rất là nhanh. Mà đi đèo khoảng mười mấy cây số chỉ có phanh không thì nó sẽ mất tác dụng. Đối với những dòng xe mới này thì cái việc phanh như vậy thì cũng không đến nỗi gọi là mất tác dụng. Nhưng mà chúng ta hãy tập thói quen là chúng ta khi đổ đèo phải kết hợp với lại hộp số để cho chiếc xe của chúng ta lúc nào cũng vận hành an toàn. Rồi chúng ta sẽ kéo về chữ L. Lúc này dòng tua máy, cái hộp số nó sẽ kết hợp với cái việc mà các bạn lái chiếc xe, kết hợp phanh, giúp cho mình giữ tốc độ nó nằm trong ý muốn. Đây, phần gear thì các bạn đẩy lên chữ R và chúng ta gear. Các bạn lưu ý giùm Khanh, đang chữ L thì chúng ta sơ ý mà chúng ta đẩy thẳng lên chữ N thì cũng không sao nha. Tại vì á là ở đây nó có một cái cần lẫy. Đây Khanh dở ra cho các bạn. Ở phía sau đây nó có một cái cần lẫy nè. Nó gọi là lẫy an toàn á. Ở phía sau đây nè, nó có một cái cần lẫy. Đây để giới thiệu các bạn cái cần lẫy. Đây, cái vị trí nè. Thấy không? Rồi. Cái cần lẫy này á để phòng ngừa cho các bạn D, N và D thì nó bình thường quá rồi. Đang chạy không sao hết. Nhưng mà phòng ngừa cho các bạn là gì? Các bạn sẽ chủ động khi mà chuyển về S. Chủ động khi chuyển về S. Chuyển về S các bạn phải chủ động nha. Tại lúc đó cái dòng tua nó sẽ lớn lên. Các bạn sẽ chạy một có một cảm giác nó khác hoàn toàn. Và các bạn cũng chủ động là từ S về L là chúng ta cũng phải lẫy. Lẫy cần số. Nếu các bạn không lẫy là chúng ta không có đi cái cần số từ S về L được. Bắt buộc các bạn phải lẫy. Trong quá trình từ chữ N về tới chữ L luôn thì các bạn không cần phải đặt phanh. Chiếc xe của chúng ta đang chạy chúng ta có thể thao tác bất kỳ lúc nào, không cần phải đặt phanh, không cần phải giảm ga, bình thường hết các bạn. Rồi việc mà từ chữ L mà lên chữ D lại thì các bạn không cần phải bấm lẫy nha. Các bạn lưu ý, tại sao mà gọi là không cần phải bấm lẫy? Chúng ta chỉ cần đẩy thẳng lên chữ D. Nếu mà các bạn bấm lẫy, các bạn lỡ tay mà trượt lên chữ R luôn thì nó sẽ có vấn đề đó. Nhưng đối với hộp số mới thì nó cũng có cơ cấu gọi là khóa an toàn thì các bạn cũng không có bị vấn đề gì đâu. Nhưng mà chúng ta đừng có phá chiếc xe theo kiểu này. Lên R mà lúc đó dòng tua mà đang chạy 3-40 là nó sẽ lâu ngày nó hư hộp số á. Nhưng mà một lần thì không sao. Rồi. Thì Khanh muốn giới thiệu cho các bạn về cái vị trí cần số nha. Rồi vị trí nữa là Khanh muốn giới thiệu cho các bạn, đó là cái nắp capo phía trước. Đây, cái nắp capo phía trước thì các bạn mở nắp capo thì chúng ta sẽ giật một cái cần ở ngay dưới ghế tài xế. Bấm lên. Ở ngay cái logo của Honda, chúng ta sẽ đưa tay thẳng vào, gọi là đưa tay thẳng vào. Lúc nào cái cần lẫy nó cũng nằm bên trái của cái logo hết. Các bạn không cần phải mò tới mò lui. Ngay logo nằm bên trái, gạt qua. Rồi, chúng ta chống cái chống lên. Ở cái phần máy này thì Khanh muốn hướng dẫn cho các bạn về phần bảo dưỡng tại nhà. Bảo dưỡng tại nhà các bạn chỉ cần đổ nước rửa kiến giúp dùm Khanh. Đây là nắp nước rửa kiến, các bạn đổ tràn lên là được. Chúng ta đổ nước rửa kiến hoặc nếu không có nước rửa kiến chúng ta có thể đổ nước lọc. Các bạn nhớ nha, cái vị trí nắp màu xanh. Tất cả các xe Honda đều thiết kế nắp màu xanh. Các bạn tuyệt đối không đổ nước mưa, không đổ nước có phèn. Nó sẽ hư cái đường ron của cái bình xịt. Cái vị trí kế tiếp nữa là Khanh muốn hướng dẫn cho các bạn.
đó là vị trí của cái gió gió máy á, gió vào đó, nó kêu bằng bố e á, thì nó nằm vị trí chỗ này nè các bạn. Khi các bạn chạy chỗ nước ngập thì các bạn tuyệt đối không được chạy nhanh, tại vì xe của mình cũng tương đối thấp. Các bạn chạy nhanh nó sẽ dâng lên và nó sẽ vào khoang động cơ, thì lúc này nó sẽ gây ra thủy kích. Thì khi mà tắt máy trong chỗ ngập nước, tuyệt đối không được đề lại, không được đề lại nha. Nếu mà đề lại thì nước sẽ vào khoang động cơ, và các bạn có mua bảo hiểm thủy kích thì bảo hiểm nó sẽ từ chối bảo hành do các bạn cố tình đề lại. Các bạn nhớ giùm Khanh. Xe chạy thì 5.000 cây chúng ta sẽ đi bảo dưỡng một lần. Riêng 1.000 cây đầu tiên các bạn, 1 tháng hoặc 1.000 cây đầu tiên các bạn sẽ ghé đại lý để bảo dưỡng cân chỉnh xe. Km số 5.000 hoặc là 6 tháng nếu các bạn ít đi, thì chúng ta sẽ ghé đại lý để cân chỉnh một lần nữa, để bảo dưỡng, để bỏ đi nhớt. Các bạn có thể là kiểm tra tại nhà. Đây là cái gọi là dầu thắng nè. Đây là vị trí bình dầu thắng nè. Thì chúng ta nằm trong mức min max là được các bạn. Đây là những cái dung dịch. Dung dịch thì nó sẽ là 40.000 cây. Khoảng 40.000 cây gọi là dung dịch thì chúng ta mới thay. Vị trí kế tiếp đó là nước làm mát. Nước làm mát cũng là dung dịch thì khoảng 40.000 cây các bạn mới thay. Và nó thay rất là rẻ các bạn. Thay rất là rẻ. Nó khoảng vài trăm ngàn thôi. Không cần phải chăm thêm nha. Thì trên đây thì Khanh đã giới thiệu sơ qua cho các bạn về cách sử dụng chiếc Honda Brio. Thì mong rằng các bạn xem video clip, các bạn hoàn toàn sử dụng được. Hoàn toàn gọi là hoàn toàn sử dụng được. Thì cái Honda Brio Khanh giới thiệu cho các bạn, đây là phiên bản RS. Thì nó sẽ có hai loại RS, đó là RS RS cùng một màu và RS cái nắp capo phía trên, gọi là cái mui xe hai màu. Thì cái cách hướng dẫn sử dụng và cái cách sử dụng xe nó giống nhau các bạn. Các bạn có thể tận dụng video clip này cho cả hai. Còn phiên bản ra phiên bản Brio mà thấp nhất thì nó sẽ khác cái màn hình. Các bạn nào sử dụng xe thì có thể sử dụng chung cái hướng dẫn sử dụng này. Nhưng mà phần màn hình thì Khanh sẽ làm một cái video clip riêng để hướng dẫn cho các bạn. Thì trên đây Khanh đã hướng dẫn xong hết rồi. Thì mong rằng các bạn cảm thấy yêu thích video, các bạn nhấn nút đăng ký phía dưới bên phải của màn hình. Các bạn hỏi về thông tin mua xe, khuyến mãi, giá cả, các bạn gọi điện trước cho Khanh theo số điện thoại 0996 773366. Thì Khanh sẽ giải đáp chương trình mua xe, khuyến mãi cho các bạn. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.